Khoan đã nào, chúng ta nghỉ chân ở đây. Nghỉ ngơi xong á, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi nào. Không cần đâu ba, tụi con không có mệt. Mình leo luôn đi ba. Chúng ta nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ để giữ sức khỏe leo núi. Núi rất là cao, leo sẽ rất mệt. Mình cho bạn coi này nào, tập lâu lắm luôn mới được đó. Nè nè nè, thấy không? Đó. Wow, hay quá vậy. Ta là siêu nhân, không sợ nguy hiểm gian khổ. Siêu nhân không cần ăn vẫn khỏe. Mình sẽ phi thẳng lên ngọn núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Phải ăn thì mới có sức để leo núi chứ. Không, siêu nhân không bao giờ biết mệt bụng bự à. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất. Nhanh lên các con. Mệt quá. Bà ra, đói nữa. Mình chẳng muốn đi một bước nào nữa. Sao mọi người không hề mệt như mình vậy? Đuối quá đi. Mẹ ơi, con đói quá, không lên núi nổi nữa, con muốn ăn bánh mì. Con cũng đói nè, con cũng muốn ăn bánh mì và uống sữa nữa. Siêu nhân gì mà gió ẹt vậy chứ? Hồi nãy hai bạn nói leo lên đỉnh núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào mà. Thôi, gia đình ta đi cáp treo vậy. Đớm và tay to không đủ sức khỏe để leo núi đâu. Đớm, bây giờ chúng ta lên đỉnh núi mà không cần giọt mồ hôi nào nè, phải không con? Dạ, con biết rồi. Thì ra siêu nhân muốn mạnh khỏe thì cũng phải ăn uống điều độ. Đi thôi, đi thôi. Chán quá à. Biết chừng nào mới tới nơi đây. À, bay tới rừng nguyên sinh rồi. Ủa, rừng nguyên sinh là sao? Rừng nguyên sinh là rừng già đó. Nói chung là rừng nguyên thủy trong thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi con người. Cho mình coi với, cho mình coi với. Có gì từ từ, lọt cái lũ qua cửa sổ bây giờ. Đừng buông tay mình ra. Đừng buông tay mình ra. Mình giữ không nổi nữa rồi. Kỳ này là mong dập đích nát rồi. Tất cả bình tĩnh, ôm cho mình nhanh lên.
Vậy là bị lạc giữa rừng thiệt rồi. Thôi kệ, cũng còn vui hơn thở dài trên máy bay. Chả có làm gì được. May là có mấy cái cây nó đỡ, chứ không thôi là đi bán muối rồi. Thôi chết rồi, phải tìm bụng bự, tay to. Hai mẹ nó bây giờ chắc đang hoảng loạn lắm luôn. Nhện mẹ nghe thấy bây giờ. Chết rồi, dính quá. Gỡ xuống kia gì bây giờ? Đốm có lửa ở đó không? Xài thử đi. Đúng rồi, mình có nhặt được cái hộp diêm ở sân bay. Cháy rồi, cho thêm hai que nữa. Cháy mạnh luôn. Vậy thôi, trước khi nhịn mẹ tới, cái lưới bự cỡ đó thì không biết con nhịn bự cỡ nào luôn á. Nhìn tôi vậy chắc là ngon lắm. Bạn đâu cần cái dành ăn vậy đâu Đấm, con quen một bụi kìa. Ở trong rừng á, đừng có ăn trái cây lạ, lỡ có độc rồi sao? Ha, nhưng mà đói bụng quá trời. Nhìn trái tươi như vậy, chắc là ăn không sao đâu. Thôi ăn một hai trái. Trái rừng không có phun thuốc trừ sâu, có khi sạch sẽ hơn ngoài chợ nữa. Không được, lỡ ăn chúng trái cây có độc thì đào đâu ra thuốc đau bụng. Nhưng mà mình có cách để hết đói. Cách gì? Bạn có đem theo đồ ăn hả? Cách tốt nhất là theo dõi động vật sinh sống ở đây. Nếu chúng ăn được thì mình cũng ăn được. Đó, trái đó ăn được đó. Trời tối rồi. Để mình đốt lửa lên. Đúng rồi, thú hoang rất là sợ lửa. Nổi lửa lên đó mày. Tại vì bùm 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 cháy lên đè. Chết rồi, lúc nãy đốt hết diêm rồi. Bùm hả? Lúc nãy đốt chi nhiều rồi bây giờ chết chùm luôn rồi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có diêm thì mình làm theo cách truyền thống. Thôi kỳ này tiêu lực rồi, trước khi chết cũng phải ăn cho no mới được. Tôi chứa bao nhiêu thứ mà gần chết chỉ có kẹo cao su để ăn thôi. Mình nhớ rồi, mình có cách rồi.
giấy bạc có khả năng dẫn điện. Nếu ta dẫn điện từ cực âm với cực dương của cục pin thì gặp nhau như vậy nào, thì nó sẽ bốc cháy. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. À, 100% bụng bự ngủ rồi. Thôi, lại cần bụng bự ngủ cho ấm. À, dậy đi, có máy bay tới cứu mình kìa. Chết rồi, máy bay không thấy mình. Nhanh lên, chia đóng củi lớn thành ba đóng củi nhỏ, đó là tín hiệu cứu nạn quốc tế. Thổi cho khói lên đi mấy bạn, thổi mạnh lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Yeah, được cứu rồi, trở về với văn minh, được ăn đùi gà rồi. Không phải ăn táo trừ cơm, về nhà ăn đùi gà trừ cơm luôn. Yeah. Mai mốt á, không bao giờ đi máy bay nữa đâu. Có đi cũng không đi chung với bụng bụng nữa. Không quan tâm. Đùi gà ơi, ta tới đây. Nhà kính này là nơi nghiên cứu các loại thực vật mới đó mấy đứa. Wow, nhiều cái lạ quá. Có cây nào ăn được không bác? Có chứ, có cây bụng bự ăn được, mà cũng có cây ăn ngược lại bụng bự luôn. Wow, cây ăn thịt người luôn hả ba? Đúng rồi, ở nhà kính này có những khu vực nuôi trồng các loại thực vật ăn thịt. Tại sao cây không uống nước mà phải ăn thịt vậy bác? Thực vật ăn thịt là để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt như nơi đất mỏng hoặc nghèo chất dinh dưỡng. Chúng được cho là đã tiến hóa 6 lần trong 5 đơn bộ khác nhau của thực vật có qua. Wow, dẫn tụi con đi xem mấy cái cây đó đi ba. Không được, đó là khu vực nguy hiểm, con nít không được vào. Thôi đừng buồn, để ba dắt mấy đứa đi uống nước dưa hấu khổng lồ nha. Nè, uống đi mấy đứa, nước ép đó. Bác cho con xin ly nữa đi. Alo, có chuyện gì? Hả? Được, tôi tới liền. Bây giờ ba có việc gấp, phải đi ngay. Mấy đứa ở khu dưa hấu này chơi nha. Ê, ba mình đi rồi kìa, qua khu gà ăn thịt chơi đi. Ủa, không phải ba đớm nói là không được vào sao? Có gì đâu mà sợ, có mấy cái cây thôi à, mấy khi được nhà kính chơi đâu. Ngồi đây uống hết trái dưa hấu rồi về nha đớm. Đi xa chứ chưa cực. Qua đó mình ăn thịt luôn cái cây ăn thịt, hấp dẫn hơn. Đi thôi, tiến lên, vô. Đúng nghĩa bụng bự. Ha ha ha!
Ui da, đau quá. Nặng quá, tới dây leo cũng không đỡ nổi luôn. Đó là loại dây leo rừng, nếu mà đi không khéo thì sẽ bị cuốn ngược lên cành cây. Hay quá ha, không chịu nói sớm. Đáng đời. Mình mới lấy cẩm nang này ở ngoài cửa đó. Ồ, có cuốn cẩm nang này thì sợ gì nữa. Tiến lên mấy bạn. Đừng có dội mừng, khu ẩm ướt này là khu vực sinh sống của cây cỏ bơ đó. Cây đó có bơ hả? Ăn được bơ trên cây không? Ồ, cây cỏ bơ là một loại cây rất đẹp, dùng những chiếc lá của mình có chất dính để bẫy và tiêu hóa không mồi. Tay mình bị hút rồi nè. Rét quá. Tay to lên ghê. Vừa nói là đốm dính luôn kìa. Cái tật tay mày không chịu bỏ, lại cái đốm ra đi. Ai ơi, tay to, coi thử cái này là cái gì vậy? Nhìn có vẻ nguy hiểm quá à. Cây gọng vó là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới. Lá có nhiều lông, chứa nhiều chất lỏng, có độ dính để bắt con mồi. Vậy chỉ cần đừng có đụng với mấy cái lông đó được rồi. Chạy đi. Trời ơi, dính quá trời dính luôn à. Đằng kia có cái lon nước kìa. Lại đó rửa sạch đi. Chết rồi, là cây nắp ấm. Đốm bị ăn thịt rồi, chạy mau. Còn không nghĩ cách cứu đốm, cho dù bị nhốt vào trong cũng phải tốn thời gian để tiêu hóa chứ. Ờ ha, mau cứu đốm ra trước đi, nếu không đốm bị tiêu hóa hết. Thả đốm ra. Thả đốm ra. Đừng có mừng sớm. Trong cuốn cẩm nang này có ghi, trong khu vực này có một cây bẫy rùa đột biến to khổng lồ, có khả năng di chuyển. Chính là cái này nè. Nhân lúc nó chưa để ý thì chuồn đi. Bụng bự đúng là bụng bự, gặp nguy hiểm là hỏng ai chạy lại hết. Nhanh chạy ra cửa khu vực đi, ở đó chúng ta sẽ an toàn. Các bạn chạy đi, đừng lo cho mình. Không, mình sợ là để chiến đấu cùng với các bạn. Bộ chết chồm vui lắm hả? Đòi ăn thịt bạn ta hả? Đừng có mơ. Mình tưởng bạn chạy trước bỏ tụi mình rồi chứ. Chết chùm đâu có vui. Đây là khu vực đầu tiên mình bị dây leo cuốn chân nè. Hay lắm bụng bự, dùng dây leo để chói cái cây ăn thịt khổng lồ này lại.
mình quên là mấy sợi dây leo, chịu lực rất yếu, chạy mau đi. Chết rồi, lại cửa này chỉ có mở một chiều từ phía ngoài thôi, tụi mình tiêu chắc rồi. Hên quá, bác không tới kịp là tụi con làm mồi cho cây rồi. Dạ, lỗi tại con rủ các bạn vậy nó nguy hiểm. Mai mốt không có như vậy nữa nha mấy đứa. Dạ. Ba cấm không cho vào đây chơi, chứ đừng có cấm mày hạt giống về nhà đâu. Ganh tị với đốm quá đi, tuần này ai cũng chăm chỉ, nhưng chỉ có mỗi đốm là được ngôi sao anh hùng. Tại tôi không được so sánh như vậy, bởi ngoài học giỏi, tuần này đốm mới làm được một điều tốt là sách phụ đồ cho cụ già á. Thì mình chỉ nói đùa thôi mà. Vậy các bạn cứ thường xuyên làm việc tốt thì sẽ được nhận ngôi sao anh hùng như mình thôi. Nhất định mình sẽ làm để được ngôi sao anh hùng như đốm. Mình cũng vậy. Tới nhà bác Bao Vàng rồi kìa. Ừ, ngày nào chúng ta không đi ngang đây, có gì lạ đâu. Bụng bự, và tay to có biết bác Bao Vàng rất sợ ma không? Ban ngày cũng sợ ma nữa đó. Vậy hả? Ban ngày mà cũng sợ ma? Như vậy thì sao? Chúng ta sẽ nhắc ma bác ấy cho vui. Không được. Sao là không được? Hù người khác là xấu lắm đó. Mình không làm đâu. Hai bạn không làm thì mình làm một mình. Vậy đếm chơi trò đó một mình đi. Mình về, không tham gia đâu. Mình cũng vậy, mình về nha. Ê, có bị đòn thì án chịu nha. Đúng rồi, chết nhát. Ai đó? Ma, ma. Vui quá đi. Ai đó? Ma, ma, ma. Vui không chịu được luôn. Thôi, nghe nói được rồi, làm nhiều lần quá sẽ bị phát hiện. Trái cây ngon ghê, chắc chị ấy sẽ thích lắm. Dám nhét ma hả? Ôi da, đau đầu quá. Anh xem đó, thằng đốm nhà anh hù ông nhà tôi, làm tôi hiểu lầm, đánh trúng mẹ bụng bự như vậy đó. Xin lỗi hai chị. Đốm, con nói xem, bây giờ con phải làm thế nào? Con xin lỗi hai bác, tại con nghịch phá quá nên mới ra như vậy. Từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa đâu. À, ngôi sao anh hùng của con sao nó lại biến mất rồi? Đó là do con đã làm lỗi, nên nhớ là làm người tốt thì lúc nào cũng phải tốt. Không thể với người này thì con giúp đỡ, còn người kia thì con lại phá phách được. Dạ con hứa, từ nay sẽ luôn là người tốt. Alo alo, đến được cha dễ thương nghe. Con trai à, trung tâm vũ trụ vừa dự báo là sẽ có thiên thạch lửa rơi vào trái đất, rất nguy hiểm. Nên con và mẹ cẩn thận đừng chạm vào vật lạ nghe chưa. Ba nói sao? Thiên thạch lửa? Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ bị gì vậy nè? Ui da! Sao nóng như vậy ta? Cái gì mà lạ vậy ta? Hình như là thiên thạch lửa. À, nóng như vậy là gì bây giờ ta? À! Biết rồi! Mẹ chờ con một lát nha. Mẹ! Con sẽ làm cho mẹ hết nóng luôn. Ra hết! Ra hết thiên thạch lửa đây! Yeah! Ba gọi cho ba mới được. Alo, ba hả? Gì vậy con trai? Ba ơi, mẹ bị thiên thạch lửa rơi trúng và cả người nóng đỏ. Ba về đi. Thôi chết, con phải nhanh cứu mẹ. Ba không về kịp rồi.
con hãy tới ngọn núi lửa gặp lão chuột bạch để xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Dạ, con đi ngay. Ui da, sao mà nóng như vậy nè? Ba mình có lộn vậy ta? Ở cái xíu sở nóng như vậy, làm sao mà tìm ra ngọc băng giá? Hay chà, ở đâu mà có mùi trẻ con thơm như vậy? Bác chuột bạch phải không mẹ? Con là đốm nè, bác cho con xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Ngọc băng giá là cái quái gì? Ta chưa nghe bao giờ. Mẹ con đã cần nó, bác muốn đổi cái gì con không chịu hết. Được rồi, nếu như ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi. Vì cứu mẹ con, đốm có hy sinh cũng được, đánh thì đánh. Yeah. Cũng con nhà võ đó chứ, tới lượt ta đây. Vậy mà cũng đòi đi tìm ngọc cứu mẹ. Ta chưa thua, lão đợi ta đi, không được đi. Sao vậy nè? Yêu quá, như vậy mà cũng mang xác tới đây. Về đi. Ta thật là vô dụng mà, không cứu được mẹ rồi. Có đứng dậy cũng không làm nổi thì làm sao mà ngươi có thể leo lên đến đỉnh núi kia để lấy ngọc băng giá? Bác nói gì? Ngọc băng giá ở trên đỉnh núi kia kìa. Hả? Sao con lấy ngọc? Lão chuột bạch, lão lừa con. Đây nè con trai, ngọc băng giá của con đây, hãy về cứu mẹ con đi. Sao mồ hôi của con lại hóa thành ngọc? Đây là ngọn núi hiếu thảo, lòng hiếu thảo sẽ giúp điều mong muốn của con thành sự thật. Thì ra bác đi giúp con. Con cảm ơn bác. Hôm nay táo ngọt ghê đó. Táo là của bác bò vàng, mang qua cho đó bạn. À mà lúc chiều con đã cảm ơn bác bò vàng chưa vậy đốm? Đốm của ba như vậy là chưa ngoan rồi. Đáng lẽ ra con phải cảm ơn bác bò vàng một cách thật chân thành và lễ phép chứ. Chân thành là sao hả bạn? Mai ba sẽ đưa con đến hành tinh cảm ơn. Con sẽ hiểu thế nào là cảm ơn một cách chân thành. Ở hành tinh này có gì thú vị không ba? Có chứ con, mỗi hành tinh đều có điều thú vị riêng. Vậy đó là gì hả ba? Bình tĩnh con trai, con sẽ hiểu ngay thôi. Quý khách vui lòng nộp lệ phí qua trạm. Xin vui lòng cho tôi qua, cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy con đã hiểu chưa con trai? Vậy là ở đây mình chỉ cần nói cảm ơn thôi là muốn gì được nấy phải không ba? Đúng vậy con trai, nhưng phải là một lời cảm ơn chân thành. Ba ơi, sao con bắt nó hoài mà không được vậy ba? Nó có gắn bị gì hả? Không con trai, đây là hành tinh cảm ơn, nên con muốn có một món đồ gì đó thì con phải nói cảm ơn một cách thật chân thành. Cái vụ này nữa hả trời? Ngộ rồi nha. Đốm xin cảm ơn. Thì ra là vậy. Nhưng mà con phải nhớ nha, đó phải là một lời cảm ơn thật chân thành. Thôi, ba có việc bận, con cứ khám phá mọi thứ ở đây đi. Lát nữa ba sẽ trở lại chở con về trái đất. Dạ. Tai to và bụng bự đúng là tội nghiệp mà. Không như mình được đến hành tinh có quá trời đồ chơi đẹp như vậy. Nếu như mình kể cho các bạn ấy nghe, các bạn ấy sẽ ngưỡng mộ mình lắm nha mà coi. Ta muốn súng, siêu nhân, đồ chơi ghép hình. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cái hành tinh gì mà ngộ quá trời, chỉ thích cảm ơn thôi. Chỉ cần nó cảm ơn là được, quá đơn giản. Mình cảm ơn thật lòng hay không thật lòng, có ai biết đâu. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình một cái hamburger đặc biệt. Cảm ơn. Sao hôm nay có vui không con trai? Con vui lắm mà. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hàng hóa. Nếu hàng hóa chưa trả phí, chúng tôi sẽ tịch thu lại. Ba ơi, con đã nói cảm ơn rồi mà. À, là vì con chưa cảm ơn thật chân thành đó. Khi con nói cảm ơn một ai đó thì con phải thật sự cảm thấy biết ơn điều ấy. Thì đó mới đúng là một lời cảm ơn chân thành con trai à. Nếu không thật lòng thì đồ chơi của con sẽ bị tịch thu lại hoặc tính phí rất cao thôi. Nghe cả
còn cái hamburger cũng biến mất nữa. Ủa, chuyện hết rồi, đốm quăng cho mình quyển khác đi. Ê, bạn có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hình như là có mùi gì khét khét á. Mình đâu có nghe mùi gì lạ đâu, mũi mình thính lắm. Có mùi đồ ăn khét á là mình nghe được à. Ê, hình như tao nói đúng đó, mình ngửi thấy mùi khói. Ôi trời ơi, người ta hay ăn thịt sông khói buổi chiều, chứ có ăn buổi trưa đâu mà sợ mất phần. Mọi thứ trên đời này đều được bạn quy ra đồ ăn hết hả Bụng Bự? Nếu mà mấy bạn không tin á, thì mấy bạn đi kiểm tra thử đi. Mình á thì chỉ tin vào cái mũi của mình thôi. Thôi, mình đi kiểm tra mùi khói phát ra từ đâu đi tay to. Kệ Bụng Bự đi. Ở dưới đây, mùi khói rõ lắm nè. Thôi nguy rồi, hình như có cháy trong phòng bếp. Khói nhiều quá à. Bỏ dưới sàn vậy nè, thì đỡ phải hít khói. Trời ơi, cháy hết rồi. Cháy nước quá. Bạn thoát thân đi, rồi gọi cứu hỏa tới. Dạ. Alo, alo. Nhà con, nhà con bị Bình tĩnh đi đốm. Thưa chú cứu hỏa, nhà con bị cháy. Địa chỉ nhà con ở số 6. Trời ơi, cháy rồi. Đốm ơi, cứu mình với. Bạn lấy khăn ướt bịt kẽ hở của cửa lại, lấy khăn ướt che miệng, che mũi, cúi thấp người, cố gắng không hít khói. Cố lên, mấy chú cứu hỏa sắp tới rồi đó. Cúi thấp người xuống, chặn khăn ướt ở mép cửa, lấy khăn ướt che miệng, che mũi. Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng mà mấy đứa đã rất can đảm. Khi nghi ngờ hỏa hoạn xảy ra, điều đầu tiên kiểm tra xung quanh. Nếu có cháy thì cúi thấp người, bịt khăn ướt để không hít phải khói độc. Cuối cùng là thoát thân và gọi cứu hỏa 114. Đừng quên gọi điện cho bố mẹ nữa nha. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không ai được lơ là, nhớ chưa? Dạ, nhớ hả? Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ. Hư cấu, làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học, nếu khoa ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là Bụng Bự. Hơ, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén loại đặc vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nỏ nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Đều hay không đều thì cũng không có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ Bụng Bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, Bụng Bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha, chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình dây, cứu mình dây. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ
sao tính là khổng lồ được? Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Cho mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi. Cho mình ra đi. Mình dắt bạn, nè mấy chân đứng bù. Dạ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ốm heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. À, lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, có thằng bụng bự. Sau này mình sắp suy nghĩ gì nữa đâu, bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Trời mấy chi vậy, tắm nắng là đã nhất. Chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn mấy bụng bự kìa. Ui da, khét rồi. Ê ơi. Dạ. Vị ngon trên từng ngón tay. Bạn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu, nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng là có cần mất vệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo, có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Ôi da. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mất gì không ăn được chứ. Lỡ trái trứng này có con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hột vịt lộn. Ý lộn, hột chim lộn, ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được, đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái... À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng trước đèn sáng như vậy thì sẽ thấy được ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. Ha, à, mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu, có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ, có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi, đúng là nó rồi, cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô, thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi. Sau này, trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nha. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Con đi ra công viên chơi với bụng bự với tay to nha mẹ. Con muốn đem bánh theo ăn không? Dạ thôi, con có đem kẹo theo rồi. Thưa mẹ con đi. Hai cái đứa này lúc nào cũng chảy dở hết trơn. Thế nhô đêm, chờ có lâu không vậy? Trời dài cổ rồi nè. Thôi mà, bạn cũng ăn kẹo cao su một mình đó thôi. Để mình dắt mấy bạn đi chơi trong này, đá cầu vui hơn trong công viên. Chỗ nào? Vườn hoa thành phố. Bạn có chắc là chỗ này đá cầu được không bụng bự? Được chứ sao không? Đá cầu thôi thì bình thường quá. Vừa đá cầu vừa né hoa mới hay.
Mà bạn lại vừa nhai kẹo cao su vừa đá cầu có được không đó? Trời, chuyện nhỏ. Ăn kẹo cao su không ạ? Tay to làm quá à. Chỉ cần đừng nuốt là được rồi. Ê, coi chừng rớt vô không hoa. Hay quá. Ui da. Đúng có bị đập đầu không đó? Không có đập đầu, nhưng mà mình nuốt cục kẹo cao su vào bụng rồi. Thôi chết rồi, nuốt kẹo cao su sẽ bị quấn ruột mà chết đó. Mình còn nghe nói kẹo cao su sẽ chạy ngược lên tim, quấn lấy tim, làm tim không đập được luôn. Mình không muốn chết vì cục kẹo đâu mà. Không được rồi, mình phải đưa đốm tới bác sĩ thôi. Con muốn chết vì kẹo cao su đâu mà. Bác sĩ ơi, cứu con đi mà. Bao tử chúng ta vẫn tiêu hóa được kẹo cao su, nên không có chuyện quấn ruột mà chết đâu. Càng không có chuyện chạy ngược lên tim. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên nuốt kẹo cao su, và đặc biệt là không nhai kẹo cao su hay bất kỳ loại kẹo bánh nào khi chơi thể thao, vì có thể dẫn tới hốc dị vật, rất nguy hiểm, nhớ chưa? Dạ, tụi con biết rồi. Mai mốt tụi con không dám nữa đâu. Vậy là đốm không chết, làm hú hồn à. Cảm ơn cháu. Con chào cô. Các bạn mua nhặt rác bỏ vô thùng đi. Mày nói cái gì? Tao không bỏ. Nói mày tao là xấu lắm. Bạn phải nhặt rác bỏ vô thùng chứ. Tao không bỏ. Không bỏ, dám đánh nhau không? Đánh nhau là xấu, không nên làm như vậy. Nó sợ rồi, nhào vô tụi bay. Xong, dựng trên rác rưởi. Chồng mày hôi quá. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Mày hôi quá. Thả tôi ra, thả tôi ra. Chúng tôi không phải là rác, thả chúng tôi ra. Các cháu biết lỗi chưa? Chúng cháu biết lỗi rồi. Không dễ vậy. Hãy bỏ rác vào đây. Phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Dạ. Yeah. Hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Ngon thật đúng không ạ? Hết rồi con ơi, để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, rồi lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp và muốn xỉu luôn. Đốm ơi Đốm, mình qua chơi với bạn nè. Bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ á nữa. Không đi được đâu. Chán quá vợ. Mình cũng chán vậy. Phải chi, mình được sống sướng như tiên hả? Ủa? Ông là ai vậy?
ta là ông tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông tiên thiệt sao? Ông tiên đúng rồi đó mời. Ông tiên ơi, con muốn được sống như tiên vậy đó. Được ăn được nhiều đồ mình thích, được làm bất cứ thứ gì muốn làm, không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, Đốm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm, hỡi cái đũa thần, ta muốn sướng như tiên. Đốm ơi, lấy củi vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa. Ê Đốm, khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củi vô không vậy? Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hai đứa tránh ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn một sướng như tiên thôi. Tất cả là do cái đũa thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ, thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba. Không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay mình sẽ không bao giờ muốn sướng như tiên nữa đâu. Ông tiên ơi, cứu con với. Dạ, ba mẹ có thấy cặp sách của Đốm ở đâu không vậy? Con cố nhớ lại xem nào. Hả? Đến giờ ba phải đi làm rồi. Dạ. Hôm qua mình đi học về. Đây rồi. Bố Huy, mày bị sao vậy? Chúng ta phải đi học mà. Dừng lại đi, mày bị làm sao vậy? Được rồi, mình xin lỗi. Mình biết là mình không phải với bạn. Từ giờ mình xin hứa sẽ giữ gìn bạn cẩn thận mà. Nếu mà mình nói sai á, lần sau bạn cứ bỏ mình đi luôn cũng được. Thôi, mau xuống đi học nào.
Hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha. Chơi luôn. Cục đá này sẽ rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tay to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè. Không biết làm thế nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi. Cái này làm ra đẹp hơn. Thì Dũng. Được đó. Vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi chọn đại đá nâu đi. Hy vọng đá nâu sẽ đẹp. Có chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết. Mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết. Mình chỉ muốn khắc bạn thành mô hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm. Nhưng bạn làm đau quá. Mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được. Mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn. Đau lắm. Mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi không xong rồi. Như vậy mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay tôi. Hay là bạn... Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè anh đá đen ơi. Chào anh đá nâu. Qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở với tổ thôi. Mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn tôi mà. Ban đầu tay tôi chọn anh, nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác. Cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay to nhặt về thôi. Tay to có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Sao con chưa ngủ nữa? Dạ, con chơi một chút rồi ngủ. Cất ngay rồi lên giường ngủ cho mẹ. Dạ. Các em về nhà làm bài tập đầy đủ. Mai nộp lại cho cô nha. Dạ. Bài tập làm cả đống luôn. Làm gì nổi. Con về rồi. Về rồi hả? Về rửa tay ăn cơm nghe con. Nay ăn khổ qua nhiều thịt ha. Hả? Trái đó đắng lắm. Sao mẹ không chiên gà cho con ăn? Trời nóng ăn nhiều đồ chiên không tốt đâu con. Thôi lẹ đi. Ăn cơm còn nghỉ trưa nữa. Dạ. Sao chán vậy trời. Tivi mà chả có gì hay hết. Ba, cho con coi kênh khác được không? Chỉ mỗi có hoạt hình không à. Mấy kênh còn lại ba khóa hết rồi. Vì mấy kênh còn lại con chưa đủ tuổi để coi. Có hiểu không? Chán quá. Hay ba cho con dùng máy tính đi. Để làm gì vậy con? Thì để con vừa học vừa coi những thứ con thích. Ba không nha. Con hỏi mẹ đi. Nhưng mà ba chắc chắn mẹ cũng sẽ không. Sao vậy ba? Vì con sẽ không chỉ học trên máy tính, mà con sẽ tìm kiếm những thứ không tốt trong đó. Và con còn làm tốn thời gian của con nữa. Bao giờ mới được làm những điều mình muốn đây? Khi nào con lớn đi. Làm gì cũng không được. Muốn gì cũng không xong. Chán muốn chết. À, ba có cái máy. Hồi trước biến mình với bụng bự thành ông cụ. Giờ mình chỉnh lại. Chắc cũng chỉ vừa đủ lớn thôi. Đúng là có lúc chỉnh lứa tuổi. Mình sẽ chỉnh mình đến 30 tuổi. Ủa, em mới có 5 giờ sáng mà đồng hồ đã kêu rồi. Vậy lẽ mà đi làm, ở đó mà thắc mắc. Làm gì? Đi làm kiếm tiền, bà 30 tuổi rồi, không còn học sinh tiểu học nữa đâu. Đúng rồi, cái máy, mình quên mất. Hay quá, mình lớn rồi. Trời ơi, vậy rồi thì làm lẹ cho xong công việc, chút nữa đợp sếp. Sếp nói không có trong ngày hôm nay, là đứa bị đuổi việc đó. Chết mình rồi. Đi làm đi, tới giờ rồi. Rồi, không rồi. Nhưng mà chưa ăn sáng hả?
không có thời gian đâu. Đi đi. Đói quá. Đói quá đi. Có đồ ăn trên bàn kia. Ăn đi. Ủa, sao hôm nay nó ngon vậy ta? Mau lên, còn làm việc gửi sếp nữa kìa. Không có muốn làm nữa đâu. Mệt lắm rồi. Thay cho tôi đi. Hả? Vậy là thành con nít rồi. Sao rồi con trai? Con muốn lớn nữa đâu. Lớn cực lắm. Con đừng có lo. Hãy từ từ tận hưởng bản thân mình khi còn nhỏ. Để khi con lớn lên, con sẽ nhớ lại thật vui vẻ, chứ không phải là hối tiếc nha con. Dạ, con hiểu rồi. Cuối cùng, tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam go. Chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá à, không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp, chắc là mẹ buồn lắm. Trời ơi, học giỏi như tay to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Xin chào các bạn, mình là Suzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác. Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Thì mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng. Đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè bạn Juju ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi, ở hành tinh Juju, mọi người đều nghĩ mình lại giỏi, nên chả thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Ừ, không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thật sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi, tài to tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi, thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người về các bạn nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Mình lại làm lỡ tay hư nữa. Mình thật là hậu đậu mà. Tao tiêu mình rồi. Tay to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy đớm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hư con gấu của bạn rồi. Mình xin lỗi nha.
Trời, con gấu bông của mình. Mình đòi cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. Không sao đâu, mình về nhờ mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, tay tao bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Hả? Là mình nè. Ồ, bạn mũi. Bạn làm gì mà tao to hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt. Mình không hút máu. Mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bực tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ủa, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Sao mình không nghĩ ra sớm ha? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nhá. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây, không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi, vui quá. Trời ơi, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn nữa rồi, điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con, mẹ vui quá đi. Trời ơi, như gì vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Hồi đó bạn mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Ủa, sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui, buồn, giận đều rất quan trọng đối với mỗi người. Mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Yeah, mình sẽ có thế giới riêng của mình rồi. Mình sẽ đợi bạn đấy, không gặp không về, nhớ nha. Ai vậy ta? Ai vậy? Gấu nhỏ. Gấu nhỏ hả? Gấu nhỏ, sao mình không nhớ ra ta? Ghê thiệt, bụng bự có người hâm mộ nha. Không biết hâm mộ hay hâm dọa nữa. Bụng bự có muốn gặp lại gấu nhỏ không? Mình chỉ ai nay là không biết bạn gấu nhỏ có đến điểm hẹn không nữa. Với lại mình đã hẹn gì với bạn ấy ta? Mình muốn biết thì kiểm tra thôi. Tụi mình sẽ quay lại ký ức nào. Chắc bụng bự đã quên cách hẹn với mình rồi. Dù gì cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Bụng bự, tiếc là mình không còn cơ hội đi đưa món quà này cho bạn. Vậy là mình không đến điểm hẹn hả? Lúc đó mình làm gì vậy ta? Bạn có nhớ gì không bụng bự? Để mình chạy ra hỏi bạn đó. Bạn bước ra sẽ làm thay đổi quá khứ đó. Chúng ta là người hiện tại mà. Nhưng mà mình thấy ức chế quá à. Mình quay lại đây á là để hiểu rõ mọi việc mà. Đây là kính lúp vượt khoảng cách. Chỉ cần bạn tập trung nhìn vào và nghĩ đến điều bạn muốn thấy thì nó sẽ hiện lên. Đâu, để mình coi coi. Mình sốt ruột quá à. Bụng bự, đi ngủ đi con, trễ rồi đó. Dạ, con coi xong tập phim này á là con sẽ ngủ à. Phim hay quá à. Trời ơi, gấu nhỏ đợi như vậy mà hắn ở nhà ngồi coi phim hoạt hình kìa. Tức quá à, mình vô tâm quá à. Những ngôi sao này, điều gì bạn mà làm? Sao bạn lại không đến? Gấu nhỏ, mình nợ bạn một lời xin lỗi. Tội bạn ấy quá à. Bạn đứng đây xin lỗi người ta cũng đâu có biết đâu. Có cách gì hay không đó? Chuyện hiện tại, phải quay lại hiện tại mới giải quyết được.
buồn bự đúng không? Các bạn vào nhà đi. À, các bạn muốn biết chuyện trong ký ức à? Hồi đó mình bị gãy chân nên không có đi đâu được, rất là buồn chán. Nhà chỉ có mỗi mình lại không có bạn bè nên mình rất là cô đơn. Nè, chú nhỏ, mỗi ngày trôi qua bạn có điều gì vui á thì gấp một ngôi sao đi ước nha. Nhờ bụng bự mà mình đã vượt qua được những ngày khó khăn đó. Mình thiệt là vô tâm, đã không đến điểm hẹn. Xin lỗi bạn nha cô nhỏ. Mình cũng quên rồi. Nhờ vậy mà bây giờ mình lại có thêm hai người bạn nữa nè. Nè, đốm bụng bự, hai bạn có qua lời hứa nào với mình không đó? Có mà được à. Chán quá. Xin có iPad thôi mà ba mẹ cũng không cho nữa. Trời ơi, Lưu Hoàng đến. Mình không ăn thịt bạn đâu, đừng có la như vậy. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn muốn gì hả? Mình đi ngang đây, nghe nói bạn đang muốn có một cái iPad hả? Đúng rồi đó, mình xin ba hoài mà ba không mua cho mình. Vậy bạn giúp mình giữ cái iPad này mấy ngày được không? Hả? Ý bạn là cho mình cái iPad này hả? Không, mình chỉ nhờ bạn giữ giùm vài hôm thôi, mấy bữa mình lại quay lại lấy, có được không? Trời ơi, tưởng gì, là mình mừng hụt, giữ mà không được xài cũng vậy thôi. Đâu, bạn có thể sử dụng nó thoải mái, không sao đâu. Thiệt hả? Thôi được, thà có mà hơn không, mình sẽ giữ giúp bạn vài hôm. Nhưng bạn nhớ, bạn không được chơi quá nhiều, đây không phải là iPad bình thường đâu nhé. Mình biết rồi mà, yên tâm đi, mình sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn bạn nhiều nha, mình đi đây. Cần tự nhiên có cái sàn miễn phí, giờ mình phải chơi với nó mới được. Trời, sao con chưa ngủ nữa? Bài tập trong lớp nhiều quá, giờ con mới đi ngủ được. Vậy hả? Thôi, tranh thủ ngủ, mai còn đi học nữa con. Dạ. Đó là bài mới của ngày hôm nay, còn bạn nào chưa hiểu không? Nè đớp, em đang làm gì đó? Em đang coi lại bài nè con. Vậy hôm nay cô đã dạy gì? Nói lại cho cô nghe xem. Dạ, em đớp, mấy hôm nay sao vậy? Bài tập về nhà thì bỏ bê, vô lớp không nghe giảng. Thì ra là do cái này hả? Ai cho em mang iPad đi học? Ngày mai cô sẽ qua tìm gặp ba mẹ em. Hả? Ba mẹ mà biết được là mình tiêu đời. Phải tranh thủ chơi khi có thể mới được. Trời ơi, sao các em ấy có thể biết hành không ấy vật to như vậy được chứ? Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Sao mình hoa mắt mặt mỏ quá vậy? Cứu thời gian. Cứu tôi. Chuyện gì vậy, xảy ra vậy? Thiệt tình, mình đã nói với bạn là không được chơi nó quá nhiều mà. Đây là cái iPad hút sức khỏe của con người để lớn lên đó và biến thành con quái vật để tiêu diệt thế giới này. Ồ, thì ra là vậy. Hên mà mình tới kịp. Không phải iPad này không, mà các máy chơi game khác cũng vậy. Chơi ít thì không sao, nếu bạn chơi nó quá nhiều, bạn sẽ bị nghiện rồi không lo học hành. Mình hiểu rồi, mình không có đòi iPad nữa đâu. Giờ thì mình phải đi học. Tạm biệt. Mấy bạn nhìn kìa, sao mặt trăng hôm nay không vui gì hết vậy?
Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy ta? Có gì khó đâu, tụi mình gọi mặt trăng xuống hỏi thử đi. Có khi tụi mình giúp được thì sao? Mặt trăng ơi! Mặt trăng, bạn có chuyện gì không vui hả? Hôm nay á, lẽ ra là mình có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Vậy thì bạn cứ đi chơi với bạn mình là được chứ gì? Không được đâu, hôm nay đến lượt mình chiếu sáng mà. Tụi mình được mẹ giao cho nhiệm vụ chiếu sáng, hôm nay là đến lượt của mình rồi. Nhưng không được đi chơi với bạn á thì buồn lắm. Ừ, đúng rồi đó. Vậy tụi mình giúp bạn ấy đi. Tụi mình tìm mẹ của bạn ấy thì xin giùm được mà. Chắc mẹ có mặt trăng sẽ đồng ý thôi. Đúng rồi, giờ này mẹ mình sắp đi ngang qua đây để kiểm tra xem tụi mình có chiếu sáng không đó. Các bạn nhớ xin giùm mình nha. Đồng ý. À, mặt trăng mẹ kìa. Cô mặt trăng ơi. Cô mặt trăng. Chào các con. Hôm nay các con chơi vui không? Dạ, dạ vui. Tụi con được đi chơi với bạn bè nên tụi con mới vui vẻ được. Còn bạn mặt trăng... Mặt trăng nhỏ của cô rất ngoan đó. Hôm nay mặt trăng nhỏ cũng có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Nhưng sao hả cô? Con của mẹ ngoan lắm. Con thấy các bạn nhỏ ở đây chơi với nhau có vui không? Dạ, rất vui luôn đó mẹ. Vậy khi con chơi với các bạn nhỏ ở đây, con có vui không nè? Có bạn mặt trăng nên tụi mình cảm thấy vui vẻ đó. Với lại, hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không có bạn mặt trăng thì còn gì là thú vị nữa. Tụi mình sẽ không thấy đường để chơi đâu. Mình cũng thấy vậy á, cùng các bạn múa hát dưới ánh trăng, nhìn mặt trăng mỉm cười á, mình mới cảm thấy đó là một đêm Trung Thu đầy đủ. Con xin lỗi. Con nghĩ các bạn ở đây cũng là các bạn của con, mà con lại rất quan trọng với các bạn nữa chứ. Đây mới là niềm vui của con. Đúng rồi, các bạn mặt trăng khác cũng đang đi đón Trung Thu với những người bạn nhỏ giống như con vậy nè. Không có thời gian đi chơi đâu. Đêm Trung Thu sẽ không còn đẹp nếu thiếu mặt trăng đó. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ở đây rất là dễ thương. Chơi cùng các bạn cũng là niềm vui của con luôn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua cà trong anh chẳng làm. Đớp, đang làm gì vậy? Vào đi, mình đang suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ sao hơn về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình. Như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Ai có đồ điện tử hư cũ, bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Mình cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Tại nó hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Thì gọi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chi, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette chi vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot kiểu như là... Tiêu diệt, tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Mày to, đừng có sợ. Mình có ba người mà, theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà vào nhà thì sao mà dòm tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu. Nhưng mà có mua đó, mày còn có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chứ chú mua về làm gì? À,
ta mua để sửa rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học, nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. Tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc này không? Có chứ. Thực ra công việc tương lai không nói trước được, còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, tự tin lên. Dạ. Ê, mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á? Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ. Tầm bậy nè, sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cái bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán, đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hứa, không ngờ miệng mình linh như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nó nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi, mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi. Thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị hỏa lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận. Sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh. Canh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng, bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao được? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lễ sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới cuộc trái đất? Tớ
tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng, và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Lạnh như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh nên nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa, nên mình sẽ dùng natri acetate. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetate là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Rồi làm sao nữa? Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi thiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn theo đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đường bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đúng, và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo, thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thành công rồi, thành công rồi. Trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Yeah, trái đất đã được cứu rồi. Trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao chổi thành công. Thế giới này thật bất công. Loài đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ. Còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn, ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó,
Các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta, để cho loài đốm bẻ mặt không còn khinh khi. Không còn khinh khi, không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu. Ôi, lúc nãy mình quên ghé canteen uống nước, giờ khát nước quá à. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn. Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay bàn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu, nơi đây không có nhà vệ sinh, đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu, mình chỉ gửi một ít về gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không tế nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi, mình nhận. Có một chút có sao đâu, mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt, chứ có gì đâu. Ngày chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày chủ nhật luôn đó. Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Đến trường thôi là đến trường thôi. Cái gì vậy trời? Là đốm kìa. Đang xấu hổ quá mà. Sao như vậy trời? Ai biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng? Lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Bạn làm gì vậy tay to? Uống nai cũng không ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cụng đó uống dở ò mà. Cái gì? Nai cụng là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa, hù hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hù hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cụng có gì trong đó mà không độc hại? Xời, có ghi trên lon nè. Nhỏ quá không đọc được. Nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái hu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên nó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nai cụng vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah. Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt. Yeah. 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 Dạ, cuộc thi uống nước ngọt xin chính thức được phép bắt đầu. Trời ơi, chóng mặt quá. Xỉu. Trời ơi, đau bụng quá. Đau bụng.
ngọt cho lắm, rồi bây giờ đau bụng ha. Lại còn uống ba cái nước tầm bậy ngoài đường nữa. Sau này cái nào mẹ cho mới uống nha chưa? Dạ, nhưng bây giờ mẹ cứu con đi mà. Đau quá. Đau quá. Cấp cứu đi, cấp cứu đi. Phải vượt qua, phải vượt qua. Mình qua rồi, mình thật là giỏi quá. Bụng bự bây giờ đã trở thành ông hoàng độ cao rồi. Việc gì mà vui vậy con? Mẹ, con đã nhảy qua được khỏi cái cây hoa đó rồi. Ôi, con thật là giỏi mà. Mẹ hạnh vì vì con quá. Con lắm lem hết rồi kìa. Vào tắm đi con. Mệt quá. Mà sao ngày nào cũng phải tắm hết vậy? Nghỉ tắm một bữa có sao đâu chứ. Bụng bự, sao con không đi tắm mà đi ngủ rồi hả? Thiệt đúng là lười như heo mà. Ngày hôm nay là ngày hội muôn thú. Tất cả các bạn hãy bỏ qua những thù ghét, điều xấu xa để chúng ta cùng nhau vui vẻ, chịu không? Chịu. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa nha. Vui quá các bạn. Thiệt đã, thiệt là vui. Tất cả yên lặng. Tất cả các bạn hãy yên lặng để thưởng thức vũ điệu bụng bự của mình. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền luôn cho mà coi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sao? Mọi người thấy hay không? Đâu hết trơn rồi. Tụi mình ở đây nè. Sao mọi người lại xỉu hết vậy hả? À, mình múa hay đến mức đó sao? Không phải bạn múa hay, mà người bạn hôi quá à. Mọi người hít vô rồi xỉu đó. Mình hôi hả? Hình như bụng bự không tắm hay sao á. Dơ hộ nhà chuột này luôn nha. Dơ vậy, nổi ghẻ cho coi. Bụng bự làm gì gãi dữ vậy? Không biết sao mình bị ngứa quá. Chết rồi, bụng bự ở dơ, không tắm bị nổi ghẻ rồi. Ghê quá à. Gì? Ghẻ hả? Ghê quá à. Ghê quá. Vậy thôi mọi người ơi. Sao mọi người bỏ mình hết vậy? Tụi mình không bỏ bạn đâu. Nhưng bạn phải tắm rửa sạch sẽ, không được ở dơ nữa. Mình sợ lắm rồi. Mình sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ đây. Hôm nay Đốm muốn ăn gì nè, mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả, con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy có muốn ăn sushi? Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem ra luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Vô gì vậy? Mệt rồi nha. À, dính rồi. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba.
cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta, có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Còn ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ôi da, đau bụng quá. Đau quá. Con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa, sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng quá à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không khuyên con mà còn bênh con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, cứu con. Nóng quá. Nóng quá nóng. Nóng chỉ cả mỏ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bà mì nhũn rồi hả Bụng Bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra đây. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó Đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì con. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi. Tại Đốm với bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá Đốm ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê, con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chích nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi nữa rồi. Xe hơi đồ chơi thông minh, điều khiển từ xa, thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Wow, đã quá, phải kêu mẹ mua mới được. Wow. 9, 10, 11. Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con ơi. Mẹ đang tập thể dục,
lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con. 12, 13, 14. Con muốn mua xe hơi điều khiển từ xa. Thôi được, mẹ sẽ trả lời con luôn nè. Đầu tháng, mẹ đã mua đồ chơi cho con rồi. Nếu con muốn mua đồ chơi mới thì con phải đợi tới tháng sau thôi. Nhưng con muốn có ngay bây giờ. Tháng này con đã mua đồ chơi rồi, con sẽ phải đợi tới tháng sau. Mẹ mua cho con đi, tháng sau con sẽ không mua đồ chơi nữa. Không được, con sẽ phải đợi tới tháng sau thôi. Đây là lần cuối cùng mẹ giải thích. Thì cũng vậy thôi. Con cứ ói thoải mái ở đây đi, khi nào xong nín hẳn rồi hãy ra ha. Con đã hết khóc, hết ho, hết ói chưa? Dạ, hết rồi. Mẹ yêu đốm, nhưng đốm dòi dĩnh dạng dạ như vừa rồi khiến cho mẹ rất buồn. Con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ không vòi vĩnh, ăn vạ nữa. Mặt đốm dơ hết rồi, đốm vô nhà sau rửa mặt sạch sẽ, rồi ra đây uống trà ăn bánh với mẹ. Dạ. Không được ăn vụn, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Đói bụng quá Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? Ta xuống đi.
con đi. Ôi da. Mình đã chiến thắng được cám dỗ, mình không ăn dụng nữa. Sao mùa xuân năm nay đến trễ dữ ta? À, đây là bữa tiệc chào mừng mùa xuân, phải đợi mùa xuân tới. Nếu như mùa xuân không tới thì sao? Phải đi tìm mùa xuân. Mau lên. Dậy. Mùa xuân ơi. Mùa xuân ơi. Mùa xuân. Mùa xuân ơi. Mùa xuân ơi. Mùa xuân. Mùa xuân ơi. Mấy bạn, coi nè. Hả? Hả? Cái gì vậy? Chắc chắn mùa xuân ngủ quên rồi, phải đánh thức mùa xuân dậy thôi. Mùa xuân ơi. Mùa xuân. Mùa xuân ơi. Hả? Hả? Cảm ơn đã đánh thức ta dậy. Trễ rồi, ta phải đi đây. Nếu không có mùa xuân thì vạn vật sẽ không có sức sống, phải không các bạn? Mùa xuân thật đẹp. Hôm nay mình sẽ cho hai bạn biết thế nào là một cầu thủ tài năng. Mình chắc hai bạn luôn, ai đá vào gôn nhiều nhất thì người đó thắng. Được thôi. Phải nhường bạn đá trước. Đau quá, xá là đau. Thôi thôi, mình nghỉ chơi, mình mệt quá à. Các bạn đá dở ẹt à. Đứng dậy đi, dậy đi, chơi tiếp. Mình sẽ chơi cả ngày luôn nha. Không được đâu, mình phải về. Đến giờ phụ mẹ lau nhà rồi. Ờ, mình cũng vừa nhớ ra, sáng chưa phụ mẹ đổ rác nữa nè. Cái gì? Những việc đó là việc của mẹ cơ mà. Mẹ bạn không bắt bạn làm hả? Hả? Có bảo mình cũng không có làm. Đúng, vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải là
làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó, như vậy mới gọi là yêu thương ba mẹ chứ. Ừ, mình không có làm, nhưng vẫn yêu thương ba mẹ mà. Ờ ha, cũng đúng. Không đúng, như vậy là ích kỷ đó. Ờ ha, cũng đúng. Mệt quá, kệ họ đi, giờ mấy bạn chơi tiếp với mình đi. Không, mình phải đi về. Ờ, mình cũng phải về đi rửa rác, không chơi với bạn được đâu. Ờ, về thì về đi, mình chơi một mình. Một mình. Đốm. Dạ, con. Cơm đã chín rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm con. Dạ. Ôi, đói quá. Mẹ ơi, con đói. Ủa mẹ. Ủa ba, chén con đâu rồi? Bà Đốm giỏi quá, ai phụ việc có đóng góp thì được ăn cơm thôi. Đốm, vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó. Hay anh đi dọn chén giúp em luôn nha. Mẹ, để đó con. Con xin lỗi mẹ vì con quá ham chơi. Đốm của ba giỏi rồi đó. Đây là chén của ba, chén của mẹ, chén của Đốm. Chia sẻ việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mọi người, mà còn là niềm vui, nhất là những người ta thương yêu đó con. Mình chơi chung với. Phải rồi, cho tụi mình chơi bán trượt chung đi. Mấy bạn đợi mình chút đi, khi nào chơi chán mình sẽ cho các bạn chơi nha. Đốm ơi, cho tụi mình chơi được chưa? Mình thích chơi trò này quá à, chơi nãy giờ mà vẫn chưa thấy chán nữa nè. Wow, bánh ngon quá à. Vừa đủ 3 cái, vậy là mỗi người được 1 cái rồi nè. Không được, đây là bánh của mẹ mình làm, nên mình phải được 2 cái. Bụng bự thì mập, tay to thì keo rồi, không nên ăn nhiều bánh quá đâu. Vậy đi. Tay to và bụng bự hôm nay kỳ ghê. Không có ai chịu qua chơi với mình hết. Ủa, sao hôm nay chủ nhật mà con không ra ngoài chơi với các bạn vậy hả? Con có đủ các bạn mà không có ai chịu chơi với con hết. Tại sao quá mẹ? Là do Đốm của mẹ làm cho các bạn đó giận đó. Ủa, giận hả? Tại sao vậy mẹ? Vì Đốm chưa biết chia sẻ và quan tâm tới các bạn ấy. Là sao mẹ? Con vẫn chưa có hiểu. Đốm có dành đồ chơi và không cho bạn chơi ván trượt không? Dạ có. Đốm có dành đồ ăn và không chia cho các bạn không? Dạ có. Vậy Đốm không phải là bạn tốt rồi. Nếu Đốm của mẹ mà cứ như vậy thì không những tai to và bụng bự mà các bạn khác cũng sẽ không chịu chơi cùng với Đốm nữa đâu. Vậy giờ con phải làm sao để tai to với bụng bự chơi với con hả mẹ? Chỉ cần từ bây giờ con biết yêu thương và san sẻ với các bạn những thứ mà mình có, vậy là đủ rồi. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ. To bụng bự ơi, mình xin lỗi. Bữa nay mình đem ván trượt ra cho hai bạn chơi nè. Tụi mình chơi cùng nha. Hãy
Ê! À, được rồi nè, tay ta bụng bự ơi. Được rồi hả Đốm? Đốm hay quá à. Đốm mà. Một bự tay to, cố lên đi. Ờ, mình cũng sẽ bắt được đom đóm giống như đốm thôi. Mình cũng vậy. À, mình cũng bắt được rồi nè đốm, tay to ơi. Đâu? Nè. Đẹp lắm đốm ơi. Hả? Đốm đi đâu rồi ta? Đốm ơi, đốm à, bạn đâu rồi? Ha 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 ha. Hả? Ừ, tay to, hai bạn đâu hết rồi? Hả? Khoan, khoan, một bự tay to ơi, cứu mình với. À, đứa sợ ma, đứa khóc nhè. Không chơi với tay to bụng bự nữa đâu, hai bạn chơi xấu. Đốm, đốm. Sao bạn ấy giận chú? Mình cũng không biết nữa. Có bắt được đom đóm không con? Con với bụng bự và tay to, ai bắt được nhiều hơn? Con ghét bụng bự và tay to, con nghĩ cho hai bạn đó rồi. Sao vậy con? Kể cho ba nghe được không? Hai bạn chọc con. Chọc ra sao? Con ghét bụng bự và tay to. Con trai à, chẳng phải con là người nhát hai bạn trước hay sao? Con nhát các bạn thì con vui, thì cớ sao các bạn nhát lại con thì con lại giận? Nhưng mà... Con à, con có biết không, nếu như việc nào con không thích người khác làm với mình thì con cũng không nên làm việc đó với người ta. Vậy là con sai rồi hả ba? Đúng rồi, với lại chơi với bạn thì phải biết tha thứ cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Nếu giận nhau hoài thì đâu có vui, phải không con? Dạ, con hiểu rồi. Con trai ngoan. Quánh tù xì, quánh tù xì. Wow, táo ngon quá à. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. Wow, nhiều quá trời luôn. Wow, táo ngọt quá. Ta ta ăn thử đi. Ủa, sao táo chưa rửa mà đốm đã ăn rồi? Không sao đâu, đốm phủ sơ sơ rồi mà. Ta ta ăn thử đi nè. Thôi, mình không ăn đâu. Mình sợ bị đau bụng lắm. Mẹ mình dặn ăn trái cây là phải rửa sạch. Để mình ăn cho, tay to cái gì cũng sợ. Táo ngon như vậy, tay to không ăn thiệt là ổn. Hay là để mình ăn phần của tay to luôn nha. Không, mấy bạn cứ ăn đi, mình cho rửa sạch xong mới ăn. Đúng là con gái. Đốm vào bụng bự ơi, ăn kem nè. Kem ngon quá à. Đốm vào bụng bự đi rửa tay đi đã. Nãy giờ chơi ném banh, tay dơ hết rồi. Không sao đâu, dơ có chút xíu à. Tụi mình mà đi rửa tay xong á thì kem chảy hết. Đúng rồi đó, đi rửa tay xong thì kem chảy hết. Hôm nay vừa được ăn táo, vừa được ăn kem, thích ơi là thích. Đau bụng quá. À, đau bụng quá. Con bị sao vậy đốm? Con đau bụng quá mẹ ơi. Ngày hôm nay con có ăn lung tung gì ở bên ngoài không vậy? Dạ,
con có ăn táo và ăn kem. Thôi ngồi dậy, mẹ đưa con đi khám bác sĩ. À, đau bụng quá. Con đau bụng quá mẹ ơi. Vậy là bạn cũng bị đau bụng giống mình hả? Không những bị đau bụng mà mình còn bị đau mắt nữa nè. Ủa, sao bạn lại bị đau mắt? Bác sĩ nói là do tay mình dơ mà còn dựa vô mắt đó. Bởi vậy, sau này hai đứa mình á phải nhớ rửa tay thật sạch trước khi ăn nha. Đốm với bụng bự ăn bánh nè. Công nhận mẹ của Đốm làm bánh ngon ơi là ngon luôn. Ủa, Đốm với bụng bự chạy đi đâu vậy? Phải rửa tay trước khi ăn. Nè Đốm, ăn uống phải từ tốn chứ con. Con đói mà, con nay tuổi ăn, tuổi lớn nên phải ăn nhiều. Ba mẹ không tiếc, nhưng mà con ăn cũng phải nhìn trước nó sao chứ. Dạ, con vẫn nhìn mà ba mẹ. Con mà cứ tham ăn như vậy sẽ béo phì, béo tròn cho coi. Cái của con mà. Nhiều đó được rồi con, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu. Tối rồi. Một chút nữa đi ba. Không được là không được. Không được thì thôi, Đốm không thèm ăn nữa. Đốm lên phòng đây. Mình nhanh tay hơn cả ba. Đã thiệt, ăn một trận đã đời. Con ngủ đi. Chuyện gì vậy Đốm? Mẹ ơi, con gặp ma. Thôi, mơ thôi mà con. Nhưng con sợ, ba ngủ với con nha. Thôi được rồi, ba sẽ ngủ với con. Ngoan, nào, nằm xuống ngủ thôi con. Ui da, đau bụng quá, đau bụng quá. Đốm, Đốm, con sao vậy? Đốm đau bụng quá ba ơi. Sao vậy? Chắc hồi chiều con ăn nhiều quá chứ gì. Chai dầu đâu rồi? Dạ. Con còn ăn chuối nữa hả? Tham ăn quá không đau sao được. Đốm biết lỗi rồi, từ đây Đốm sẽ không tham ăn nữa. Ba giúp Đốm đi ba. Để ba đi lấy thuốc cho con nha. Sao tay ba bị gì vậy? Thì chẳng phải con vừa ăn đùi gà hay sao? Có không ta? Sao đùi gà mà không có thơm? Để con dọn phụ chén dĩa cho mẹ nha mẹ. Ừ, Đốm cứ để chén dĩa ở đó, mẹ rửa cho. Con cứ lên học bài đi. Mẹ cực quá chừng. Hay để con phụ mẹ cho. Không cần đâu, chăm sóc mọi người là niềm vui của mẹ. Đốm cứ lên học bài rồi đi ngủ sớm là được. Dạ, vậy con xin phép lên học bài. Ồ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi, phải làm món quà gì tặng mẹ mới được. Chắc chắn mẹ
sẽ thích con robot cho tự tay mình ráp ráp này. Mẹ, mẹ, con tặng mày món quà sinh nhật này. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ cảm ơn Đốm nha. Mẹ thích con robot này lắm. Cái này do con tự lắp ráp phải không? Dạ. Chắc chắn sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi. Đúng rồi đó, robot đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Cuối cùng đã tới ngày sinh nhật của mẹ. Giờ chỉ việc gói robot và tặng mẹ thôi. Ê Đốm, bạn đang gói robot tặng ai vậy? Tặng mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ mình mà. Hả? Bạn tặng con robot nhân ngày sinh nhật hả? Có vẻ không ổn lắm. Chỉ có con nít như tụi mình mới thích chơi robot thôi, chứ người lớn đâu có thích chơi robot đâu. À hả? Mình quên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng lo, hay bây giờ ba đứa mình về nhà làm bánh kem tặng mẹ đi. Đúng đó, bây giờ làm nhanh vẫn còn kịp. Có cái gì không ổn lắm. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Sao căn nhà tối thui vậy mấy đứa? Trời ơi, mấy đứa làm gì vậy? Dạ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn Đốm. Mẹ xúc động lắm. Nhưng sao các con dính bánh kem tùm lum vậy? Dạ, mới đầu con ráp robot tặng mẹ, nhưng mà tụi con nghĩ là mẹ không thích robot nên tụi con mới tức tốc làm bánh kem đó mẹ. Mẹ cảm ơn Đốm rất nhiều. Món quà lớn nhất mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương của con dành cho mẹ, chứ không phải bất kỳ món quà nào hết. Nào, bây giờ mẹ Đốm cắt bánh kem cho tất cả các bạn cùng ăn nha. Yeah! Vui quá. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình sắp tới khuya luôn. Lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy. Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được 1 bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Lâu quá. Chờ muốn mọc râu luôn à. Hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chẹo bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. Mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người, gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Xả ít xà bông và nước thôi nha con. Dạ.
đẹp quá. Hết trơn rồi. Thì ra thế giới này có nhiều bọt bong bóng như vậy. Trẻ con lại lãng phí quá. Ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy Đốm? Xà bông của nhà mình bị cuốn mất hết rồi. Sao lại như vậy? Ôi, trả lại xà bông cho tôi. Chuyện gì thế kia? Tự dưng xà phòng nhà chúng tôi bị cuốn đi hết rồi anh Đốm ơi. Nhà của mình cũng vậy. Nó đều bay về một hướng, chứng tỏ người muốn lấy nó ở hướng kia. Mọi người ở nhà, để tôi đi xem thế nào. Con đi nữa. Nó bị hút về đây. Vậy kẻ cắp ở trong này nè ba. Chỉ được cái hấp tấp. Đốm xem nè. Vậy giờ mình làm gì hả ba? Rất có thể bông bóng này làm từ xà bông bị ăn cắp. Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm? Nơi này mênh mông quá. Bông bóng từ hướng kia bay tới thì có thể nó được tạo ra từ hướng đó. Vậy chúng ta đi về đó đi. Ôi, bông bóng đẹp thật. Ta có một hành tinh bong bóng luôn. Thì ra ngươi đánh cắp xà bông của chúng ta. Các người là ai? Chúng ta đến từ nơi ngươi đánh cắp xà bông để làm bong bóng kia. Bong bóng rất đẹp. Ta không nghĩ ngươi là kẻ ăn cắp như thế. Ta không có ăn cắp. Ngươi không ăn cắp? Chứ cái đó là cái gì? Ta thấy những đứa trẻ ở thế giới các người xài xà bông rất hoang phí. Mỗi lần tắm thì đổ cả chai xà bông luôn. Nên ta mới lấy một ít thôi mà. Các ngươi không cho, ta sẽ trả lại. Thôi ta hiểu rồi, coi như chúng ta bỏ qua. Nhưng sau này đừng có đánh cắp đồ của người ta nữa. Về thôi. Ba, sao ba lại tha cho hắn? Lỗi cũng tại các con. Mỗi lần đi tắm là xả hết xà bông và nước. Chính vì vậy nên họ mới tưởng xà bông rất nhiều và không tốn tiền. Nhưng thực ra nó rất đắt. Và ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền để mua nó. Chẳng những con mà con nên nói với các bạn của mình, không được xả hoang phí xà bông nữa. Nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Đốm Đốm, mua rồi kìa. Tối nay hẹn ra công viên bắt dế nha. Bụng bự, lại nói chuyện trong lớp nữa hả? Bắt được con dế than rồi. Bạn bắt được con nào chứ bụng bự? Bắt được con dế lửa nè. Ủa, mà mấy bạn bắt dế chi vậy? Ngày mai bạn sẽ biết. Yeah, tới giờ ra chơi rồi. Chiến thôi Đốm. Ý, đá dế hả? Hả? Đá dế? Chuẩn bị đá rồi. Mấy bạn bắt con dế của mình hay cua Đốm nè. Nhanh đi. Mình bắt con dế lửa của bụng bự rồi. Vậy thôi, mình bắt dế than. Cố lên dế than. Trò chơi bạo lực quá à. Tội nghiệp mấy con dế quá. Trời ơi, bạn để im cho mấy con dế tập trung đá đi. Hooray, thắng rồi. Yeah. Ây, xui quá. Thôi mấy bạn đừng chơi đá dế nữa. Mấy con dế bị đá sụi vào, sức đầu mẻ chán hết trơn rồi. Có gì vui đâu. Ây, bạn không biết gì hết. Mấy con dế này có biết làm gì khác ngoài đá dế đâu. Mấy em chắc chưa? Tất cả các em chiều nay đi chỗ này với tôi. Ủa, cô dắt mình đi đâu vậy? Không lẽ đi làm bản kiểm điểm? Cô ơi, cô dắt bọn em ra vườn hoa làm gì vậy? Ngày xưa, nơi đây là vùng đất khô cằn. Mọi người đã cùng nhau canh tác, làm cho khu đất này trở nên trù phú như bây giờ. Trong đó có công lớn nhất là chú Dế, đã đào hang, chăm bón cho đất. Trò chơi đá dế là trò chơi bạo lực, bắt những con dế thiệt hại lẫn nhau, trong khi dế là loài có ích cho môi trường và dế
là những nhạc sĩ đại tài trong thiên nhiên. Dạ, tụi con hiểu rồi. Loài dế vừa dũng cảm, vừa đa tài, lại vừa có ích nữa. Đúng là hơn bụng bự nhiều. Để xem, mày có gì thoát được tao không? Ui. Đúng, cô mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. Mày cho mày đi chụp nhé. Ba gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu trái đất đi. Nếu không trái đất thì nổ tung á. Mày ơi ba, cảm ơn ba. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả, giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ, con. Nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ, là con sai. Xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn. Không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa? Con hứa. Con hứa. Cho con ngủ xíu nó đi mẹ. Dậy đi, tụi mình bị bao vây rồi. Chào mừng những người bạn trái đất đã đến với mặt trăng của chúng tôi. Mặt trăng. Chúng tôi vốn chỉ là bầy thỏ mặt trăng, sống ở đây hàng ngàn thế hệ. Nhưng gần đây máy móc từ hành tinh các bạn liên tục đe dọa hành tinh của chúng tôi đó. Tụi mình hiểu rồi, tụi mình sẽ giúp các bạn. Gì chứ, máy móc là mình rành lắm. Thiệt là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Giúp xong là phải trả tiền nữa nha. Tụi này không có làm miễn phí đâu. Ây da. Cái gì vậy? Đây chính là bãi rác mà phi thuyền của các bạn đã bỏ lại trên hành tinh của chúng tôi. Wow, bãi rác lớn thiệt. Mà sao mấy bạn không dọn bớt đi? Để vậy ảnh hưởng tới môi trường lắm á. Vì người trái đất đã để một con robot sổng chuồng, ai mà lại gần á đều bị nó tấn công. Sau khi mà ăn rác xong rồi á, nó còn xả khói đen làm dơ cái bầu không khí nữa chứ. Loại robot này có một cái công tắc sau lưng.
nhưng mà đã tắt được. Thì cần phải đánh lạc hướng nó. Leo, con robot ở giờ. Tới đi đó. Nguy hiểm quá. Quang Hô, đâu rồi? Cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ chúng tôi nha. Không có gì, chung tay bảo vệ môi trường là điều nên làm mà. Cho dù sống ở đâu thì môi trường sống cũng phải sạch sẽ. Lần này về mình sẽ nhờ ba kiến nghị các phi thuyền không được đổ rác trên mặt trăng nữa. Cảm ơn Xuân là sao? Phải trả tiền chứ. Bản nha, hết đòi ăn giờ còn đòi tiền nữa hả? Chị Bảy, chị mới tới chơi hả? Tôi mới tới. À, cô Bảy, thưa cô Bảy mới tới. Ừ, đốm bữa nay lớn quá ta. Nè, cho cô gửi cái chổi bay ở đây nghe. Chút xíu chiều cô quay lại lấy, cô có việc xíu. Một lát nữa, con mượn chổi bay thử nha cô Bảy. Không được đâu. Cây chổi này nó lì lắm, nó không nghe lời ai hết. Gửi lên thì nguy hiểm lắm. Con có một chút xíu mà. Cô Bảy đã nói vậy rồi mà con còn mè nheo gì nữa. Chị cứ để đó đi, em giữ cái chổi cho. Vậy cảm ơn mẹ đốm nhiều nha. Chị phải đi gấp rồi. Cô đã mất tiêu rồi. Nghe cô nói gì chưa? Không có phá cái chổi đó nha. Dạ. Bay lên đi chị ơi. Cao lên nữa chị ơi. Cao lên nữa. Ê chổi, bây giờ mình bay lên đỉnh núi cao đằng kia đi. Mất bao nhiêu phút? Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ hả? Chuyện là vậy đó. Chị không nghe lời mẹ nên bây giờ mình sắp bị rơi từ cây chổi biết bay này xuống đất. Nát mông là cái chắc. Vậy là từ nay hết coi siêu nhân luôn. Mà thương ấy tay chân quá. May mà có cô kịp bay qua cứu con đó. Hay quá ha. Một lát cô về, cô sẽ mét mẹ cái tội con dám cãi lời người lớn nè. Từ nay về sau con sẽ không bao giờ dám cãi lời người lớn nữa đâu. Xem chút nữa con nát mông rồi. Cho chừa cái tật. Thank you.